Dưới sự tự tin của sân nhà, đội tuyển nữ Trung Quốc đã bước vào vòng loại thứ hai Olympic Paris 2024 với mục tiêu rõ ràng là giành ngôi đầu bảng và tấm vé trực tiếp vào vòng loại thứ ba. Tuy nhiên, ngay từ những phút đầu tiên của trận ra quân, họ đã cảm nhận được sự khó khăn khi đối đầu với tuyển nữ Triều Tiên, đội vừa giành huy chương bạc ASEAN 2022. Trận đấu bắt đầu với một sự tấn công mạnh mẽ từ phía đội bóng Triều Tiên. Ngay ở phút thứ tư, họ đã ghi bàn mở tỷ số với một tình huống tấn công diễn ra ở tốc độ rất cao. Sau bàn thắng dẫn trước, tuyển nữ Triều Tiên vẫn duy trì áp lực tấn công mạnh mẽ. Họ kiểm soát bóng tới 59% và đặt tỷ lệ chuyền chính xác vượt trội. Bước vào hiệp 2, đội tuyển nữ Trung Quốc đã đẩy cao đội hình chơi tấn công với quyết tâm xoay chuyển tình thế. Thế trận trong những phút tiếp theo diễn ra cân bằng, với cả hai đội đều tỏ ra thận trọng để tránh nguy cơ bị phản công. Tuy nhiên, trong một pha tấn công nhanh chóng từ đường truyền dài của Ji Hak, Han Jin Hong đã kỹ thuật loại bỏ hậu vệ Trung Quốc trước khi ghi bàn thứ hai cho đội bóng Triều Tiên.